Đi Show xin kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn xem chương trình. Chào đón cả nhà, mình đã quay trở lại cùng với kênh Jisoo TV. Kính chúc cô chú anh chị các bạn sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Và hôm nay thì Đi Show đi ở trên đường Hải Thượng Lãng Ông cả nhà mình. Chiều hôm nay là đi sớm hơn thường lại là nửa tiếng đồng hồ, định là sẽ đi tìm cái chỗ mà bán cái gì mà dồi sụn nướng. Hôm bữa trước có một bạn bình luận đó, Jisoo lên đó quay á, đi lên sớm, đi dọc hết con đường Hải Thượng Lãng Ông không thấy cái tiệm dồi sụn nướng nào hết, cho nên là quay qua trở lại quay con đường Hải Thượng Lãng Ông và một vài cái con đường khác ở quê hương Hải Thượng mình. Con đường này cả nhà mình thấy là cũng bây giờ là cũng rộng hơn so rất là nhiều so với hồi trước khi mà Jisoo đi học ở trên cái khúc này nè. Jisoo nhớ hồi xưa Jisoo đi học cái đường nó nhỏ lắm mà không có mặt đường nhựa, mà nó lởm chởm nước bình, đi lởm chởm nước với ổ gà, đi học về là đu xe bò mí thôi là ở khúc này nè. Nhưng mà bây giờ thì thấy đường phố xá rất là rộng rãi, và cái khúc này nè là cái ngôi trường ngày trước mà Jisoo học cấp 1 ở đây cả nhà. Học cấp 1, lớp 1, lớp 2 trên này. Đây, để Jisoo dừng lại chút cho quay cho cô chú anh chị các bạn xem nha. Tại vì Jisoo biết là có nhiều cô chú anh chị các bạn hồi trước cũng học trường này giống như Jisoo. Cái ngôi trường này là trường tiểu học Phú Trinh B. Nó ở trên sân banh ha. Kế bên trường cách một cái hẻm là nhà của thầy Ân dạy hóa lý hồi xưa, mà nếu mà ai mà hay học là sẽ biết. Thì bây giờ đây là cái ngôi trường tiểu học Phú Trinh B nè. Tại bây giờ xây lại mới khang trang hoàn toàn luôn, không có còn hình ảnh của ngày xưa yêu dấu của mình nữa. Ví dụ nhớ hồi trước đi học là có 5-6 cái phòng thôi. Rồi trời mưa là nước ngập vô tận sân luôn á, lủng chủng vô trong lớp học á. Nhớ là cái bữa đó trời mưa rất là to, có cái thằng bạn thì tôi nhớ là tên Tuấn, nó chọc cái gì đó mình không biết mà mình xô ổng một cái tủng, ổng rớt xuống nước, ổng ướt đồ, cái bữa sau bị phụ huynh mang vô. Nhớ biết thôi, mà bây giờ lớn lên rồi, hình như cái bạn đó bây giờ làm nghề gì ta. Nhưng mà thỉnh thoảng đi ra đường là thì tôi vẫn gặp bạn đó, nhưng mà không biết là bạn đó còn nhớ hồi xưa mình xô bạn đó xuống nước hay không thôi. Và nghĩ lại những cái câu chuyện đó rất là vui. Và ở đây này cả nhà, kế bên là có cái chỗ quân đội, danh trại quân đội nhân dân nè. Hồi trước Jisoo đi học á là nó có cái hàng rào, hay đi lượm đầu đạn lắm cả nhà mình, lượm đầu đạn về chơi á. Hồi trước hồi nhỏ không biết đâu, nhưng mà hay lượm về chơi, ngồi gõ cọc cọc chơi gì ta, chơi bán đồ hàng hay gì, nói chung là hay lượm mấy cái đó với lại mấy cái trái gì màu đỏ đó. Thì cũng lâu lắm rồi á, mới đi vô cái khung giờ này thì có nhiều người đi qua đi lại nè. Còn đây là sân banh cả nhà mình, sân banh ở đây đó. Hồi trước là Jisoo học lớp 9 á, cấp 2 đó, là hay đi vô trong này để thi mấy cái gì cổ vũ đá banh, rồi thi cái gì vũ cái gì thể dục nhịp điệu hay gì ta, múa mà hay cầm mấy cái bông xù xù lên lắc đó, không nhớ tên gọi nó là gì, lâu quá rồi không có xài mấy cái từ đó nên đó. Thì nhớ những cái hình ảnh đó ghê luôn cả nhà mình. Và trên con đường Hải Thượng Lãng Ông này có một điều rất là đặc biệt, đó là khi mà Jisoo học lớp 1 là 6 tuổi là học ở đây ha. Bây giờ Jisoo 82, bây giờ Jisoo là 41 tuổi. 41 tuổi thì 35 năm đúng không? Trên dưới 35 năm gì đó, thì cái con đường ngay đây nè nó mới thay đổi cả nhà mình thấy sự thay đổi không? Ngay góc này nè, cả nhà mình sẽ nhìn nó thấy nó khác quơ khác quắc luôn á. Nếu mà không nhìn những cái căn nhà bên cạnh thì mình sẽ không thể nào mà hình dung ra được là ngày trước cái con đường này là đèn xanh đèn đỏ, là nước ngập, rồi đường lởm chởm ổ gà, như bây giờ là đi ra một cái bùng binh nè, một cái vòng xoay nè, rồi giải phóng nguyên một cái mặt bằng rộng rãi nè, tạo thành một con đường để cho mọi người đi. Thì chưa có xong cái chỗ này đâu, mà mai mốt xong thì nó sẽ, Jisoo nghĩ là sẽ có trồng cây hay cái gì đó nữa ở chỗ cái vòng xoay này nè. Đó, làm cho cái con đường này hết ngập trên dưới 35 năm đó cả nhà mình. Từ khi nhỏ Jisoo đi con đường này đến bây giờ lớn rồi đứng đây, không phải lớn nữa, già rồi đứng đây thì thấy cái con đường này nó đã hết ngập.
Tại sao Tiso nói là hấp ngập? Tại vì hôm bữa trời mưa rất là to. Tiso đã thử quay video clip chia sẻ cùng với cả nhà mình ha. Nguyên con đường Hải Thượng Lãn Ông phút này thường hay ngập nước, mà bây giờ là mình thấy là lề đường cũng được trám nè, rồi có cống nè, có nhiều cái cống ở trong hai bên lề đường, trám bằng đá hoa cương đàng hoàng luôn cả nhà mình. Cho nên Phan Thiết năm nay của mình ăn Tết xong, trước khi Tết chứ ăn Tết xong gì, trước khi Tết là mình sẽ nhìn thấy là tất cả những cái lề đường ở đây đều được lát bằng đá hoa cương. Mình thấy có sự thay đổi đẹp đẽ và sạch sẽ và tiện lợi cho bà con người dân mình là hết ngập nước ở khu vực này, là mình thấy vui, thấy mừng rồi. Cả nhà mình có thấy vui giống như Tiso không? Nhớ mình bận xuống bên dưới cho Tiso biết nha. Đây, khúc này là bây giờ họ bắt đầu họ đào lên để họ làm cống này. Cả nhà mình thấy ống cống không? Đó, họ đào cống đó. Rồi mấy chỗ này là người ta đang làm cái nắp cống nè, đo dây rồi thẳng lối thẳng hàng để cho nước nó rút xuống đó. Hy vọng là vệ sinh bà con mình giữ vệ sinh được sạch sẽ ha, rác đồ đừng có xả đi, để cho nó đừng có tấp xuống cống mà nó nghẹt thôi. Chứ còn như vậy thì tí xu thấy là cứ đây coi nhìn nè, cách mấy mét là có một cái cống đó. Người ta đang đào lên để làm nè. Cái ống màu đen này là cái gì ha? Tiso không có rành đâu, nhưng mà không biết nó là ống gì. Ống này ống gì ta? Chú, cái ống đó là ống gì chú? Ống nước hả? Ủa, ống đó ống nước hả? Là mình mấy ống nước cũ rồi mình lắp vô hả? À, luồn nó vô trong cái ống này hả? À, vậy chắc là ống nước mà để cho vô nhà người dân hả? Phải không ta? Mình có rành nha, ai rành thì nói cho mình nghe, cảm ơn anh. Chứ còn không cười hi hi ha ha là không biết đường luôn. Mình gọi bằng chú nha, mọi người ngước lên thấy còn trẻ, chắc có lẽ là tuổi còn trẻ hơn tuổi chị sâu nữa nên kêu bằng anh. Nãy cả nhà mình thấy gần Noel rồi nè, còn cuối tuần là Noel, thấy nhà thờ là họ trang trí Giáng sinh rồi ha. Trong tuần vừa rồi là Tiso cố gắng đi quay gần như hết những cái nhà thờ ở Mũi Né, ở Phú Long, ở Phan Thiết quê mình, để cập nhật những cái hình ảnh nhà thờ chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn. Nhưng có vẻ là cái nhà mình không có ít có người theo đạo Thiên Chúa hay sao á, hay là không thích những cái video clip về nhà thờ lắm, cho nên là Tiso thấy lượt xem nó không có nhiều bằng đường phố. Nhưng mà thôi, cả nhà mình cái gì cũng vậy, mình coi có cái này cái kia rồi mình coi để mình thấy được cái sự nhộn nhịp vui tươi của quê hương Phan Thiết mình. Đây là cái con đường này, đường Hải Thượng Lãn Ông. Lâu lắm mới chạy đi một vòng Phan Thiết quê mình, chắc 2-3 tuần vậy chưa quay đường phố Phan Thiết thì phải. Tới đây là đèn xanh đèn đỏ giữa đường Hải Thượng Lãn Ông và đường Trần Phú cả nhà. Ê, Tiso thấy ví dụ như mình cứ quay đường phố miết rồi cái nhiều người lại người kho tẻ lại không thích coi đường phố, thích đi chợ hay thích đi chỗ này chỗ kia mới, cho nên là cái cả hình như 2-3 tuần nay là Tiso cũng quay đường phố luôn á, giờ mới quay lại nè. Và trên kênh của Tiso á, tại vì Tiso muốn kiếm được nhiều tiền hơn từ YouTube với cả nhà mình, cho nên là Tiso có đăng video clip mỗi ngày thêm một lần nữa vào lúc 7 giờ sáng. Cho nên là cô chú anh chị các bạn mình xem ủng hộ Tiso nha. Nhớ xem và nhớ bấm like và nhớ bình luận nữa. Để biết làm gì không, để Tiso mới thí dụ mình, Tiso nghĩ là một lần thì nó sẽ là nhiêu đó tiền, hai lần thì có thể là gấp rưỡi lên, hoặc là nhiều hơn nữa, thì Tiso sẽ để dành tiền đó Tiso lại đi chơi chỗ này chỗ kia, Tiso quay video clip chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn. Nó cũng là một cái hay, mình làm được cái công việc yêu thích của mình, là mình thích
dạo đường phố, quay video clip, dựng phim, rồi chia sẻ những hình ảnh về Phan Thiết, hoặc đi du lịch trong nước và đi du lịch ngoài nước để mình gọi là trải nghiệm cuộc sống của riêng mình, sau đó mình quay lại mình chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn, cả nhà mình cùng vui, Tisu cũng vui và cô chú anh chị các bạn cũng vui. Tisu thích vậy cho nên cả nhà mình nhớ xem, nhớ bình luận và bấm like ủng hộ Tisu ha. Còn nếu mà thấy ai mà cũng cùng gu với mình thích xem đường phố về Phan Thiết thì mình chia sẻ để mọi người cùng xem cùng vui. Rồi đây là mình đi qua hết cái khúc Hải Thượng Lãn Ông này, là bây giờ Tisu sẽ đi qua cái đoạn này là đường Trọng Đạo. Hôm nay đi nhánh này ha, nhánh Hải Thượng Lãn Ông qua Trọng Đạo thôi, rồi đó là về. Bây giờ là 4:30 chiều cả nhà mình. Mọi người nói Tisu là quay thì nhớ để ngày lên. Đây thật sự thưa với cô chú anh chị các bạn, nhiều lúc Tisu có nhiều hôm bận, Tisu quay có ngày cũng 1-2 video clip rồi cái hôm sau Tisu mới đăng. Cho nên nhiều lúc khi mà mình nói cái ngày đó mà rồi cái ngày hôm sau mình đăng lên đó là nó bị chật cái ngày đi, thành ra mình nói nó không có bị khớp, không có khớp được cái thông tin đó. Cho nên là Tisu ít có ghi ngày lên trên đó, cho nên mọi người nói là phải ghi ngày tháng để cho người ta biết đường, người ta coi. Thì ví dụ như khi mà mình quay ngày khác, mình dẫn ngày khác thì mình lại ghi cái ngày dẫn thì nó cũng kỳ quá, cho nên là Tisu thấy nó cứ bối rối, cho nên là cuối cùng mình không có làm gì hết, mình cứ để không vậy thôi. Thì cô chú anh chị các bạn mình xem á, thì YouTube nó hình như có cái ngày đăng cách đây bao nhiêu ngày á, là mình cũng có thể biết được để mình xem. Còn không thì sẽ cố gắng mỗi ngày nào cũng đi á, để mà đăng theo đúng ngày á. Nhưng mà cái đó hơi khó, nhiều lúc mình bận cái gì đột xuất mình không có đi được. Tết năm nay á, đáng lý là Tisu cũng định đi chơi xa, nhưng mà nghĩ những ngày Tết là những cái ngày mà có thể là ghi lại những cái hình ảnh đặc biệt của những ngày đầu năm. Thì cô chú anh chị các bạn ở xa quê khi không về được Phan Thiết đó thì mình có thể coi được, cho nên là Tisu sẽ ở nhà sau Tết thì mình mới đi chơi để quay những cái hình ảnh về quê hương Phan Thiết mình, nên là cô chú anh chị các bạn mình nhớ đón xem nha. Đây là đường Trần Hưng Đạo nè, không biết là mai mốt mấy cái chỗ bên đường Trần Đạo này họ có lót gạch lót đá vỉa hè giống như mấy cái chỗ nãy mình ngang qua không ha. Thấy chỗ này cũng còn mới quá mà. Nhưng mà đường này khúc dưới kia trời mưa là vẫn ngập đó cả nhà mình. Đây là ngã tư Phú Hài. Bánh ướt, bánh bèo, bánh mì xíu mại, bánh ướt, bánh bèo. Trời ơi, bánh mì, trứng. Thôi người ta nói tại sao cả nhà mình xí xô kêu trời ơi, tại vì người ta nói đừng có đi chợ vào lúc cái bụng đói, tại vì cái gì cũng muốn ăn hết á. Giờ này là giờ đói bụng, cả nhà mình thấy bánh mì
Dạ thưa mại trơn trời ơi, cái bụng nó kêu. Nhưng mà thôi không ăn. Ok, đi xô chỉ dừng lại video clip chút xíu nha cả nhà mình nha. Giờ đón hàng nhí xong rồi đi tiếp. Ấy bên kia đường á, học trời sinh đi ra là được rồi. Tăng bong bóng mà cả nhà. Đứng ngay góc đường này cô chú anh chị các bạn thấy mọi người đi về đông vui không? Ở đây là ngã tư Phú Hài đó cả nhà mình, là ngã tư giữa đường Trần Hưng Đạo với lại đường Thủ Phố Hưng. Đây là tiếp tục đoạn đường Trần Hưng Đạo hay cả nhà mình ha, mình sẽ đi đoạn này là lên ngã ba Tân Biên. Giờ này là giờ tan ca, giờ mọi người đi làm về cho nên mình thấy là đường phố rất là đông vui nhộn nhịp. Đây là ngã ba Tân Biên đó. Rồi đến kết thúc ngã ba Tân Biên này thì Tisu cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian xem chương trình. Kính chúc một lần nữa sức khỏe của chú anh chị các bạn. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong những cái chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.